Tụi nó chỉ quan tâm tới tiền bạc và cá nhân của tụi nó thôi Các anh chị em cứ nghĩ đi Có cái thằng nào nói mắc cười lắm Mấy thằng tướng à, tướng gì Nguyễn Trần Văn Lĩnh gì tướng vừa rồi hả Mấy ông tướng ông tá hả Mấy ông to bà lớn cho cố vô Khi mà ăn hiếp người dân của mình á Thì hùng dũng mạnh mẽ ghê lắm tới hôm mà bị bắt một cái người ta mới có mở còng tay thôi đứng khóc nức nở. Các chị em có thấy coi những cái bản án coi những cái bữa coi những cái bữa mà ra tòa của tụi uh, cộng sản các chị em có thấy không? Nó vô duyên mà nó cực kỳ mắc cười luôn. Trong khi uh, mẹ nắm bị bắt ha, uh, ông Vương Văn Thả bị bắt các anh chị em nhớ chú Vương Văn Thả không? Một người Phật giáo Hòa Hảo rất là kiên cường. Chú là một cái người mà mình nói là uh, ba em là một người nông dân đó là chú Vương Văn Thả chính xác là để mà cái bài hát nó viết là từ chú Vương Văn Thả đó là một người nông dân một người Phật giáo hòa hảo chính trực có cái tấm lòng yêu nước tại vì chú đã lỡ nghe lời của ông Đào Minh Quân để mà phải dẫn dắt chú vào con đường tù tội nhưng mà đó là một phần mà cái chính ở đây là chú yêu nước chú muốn lên tiếng nói cho chú mà chú bị bắt hả mà lúc đó chú đã bị bị đói bị nhốt trong gia đình bị bỏ ăn bị mười mấy ngày bị bị kêu là cái gì tự thủ ở trong cái gia đình của mình như vậy đó mà khi bị bắt như vậy á à, con chào chú Dung thì chú vẫn vui vẻ, chú vẫn cười hãnh diện. Ok, bắt tao hả? Cứ bắt đi, no problem không sao hết trơn á. Tôi vẫn không bao giờ khuất phục cái đất nước này, khuất phục cái nhà cầm quyền này, chú vẫn hiên ngang cười tại vì chú tin tưởng là chú làm những điều đó là chú làm đúng. Mẹ nắm cũng vậy cũng rất là hiên ngang. Một người mẹ có hai đứa con ở ngoài này mã nó xin lỗi mã này ba đứa con lớn dần dần hết trơn phi đi lính đó mà mình xa con mình cũng xót lòng rồi đừng có nói gì mà mẹ nắm có hai đứa con nhỏ chị trần thị nga kìa một người mẹ hai ba đứa con nhỏ lóc nhóc leo nheo thả cho ba nó nuôi không biết như thế nào bị bắt kìa có bao giờ thấy một giọt nước mắt nào của những người phụ nữ kiên cường này hay không tại vì họ tin những điều họ làm là đúng họ nghĩ rằng tù tội hay là gông kềm sỏi đá gì đó không có làm ảnh hưởng tới cái ý chí của họ ngược lại thì sao mấy anh cha cán bộ bên việt nam thì sao mỗi lần nó bị bắt á một người như vậy có bao nhiêu thằng luật sư đứng ở bên cạnh có bao nhiêu người luật sư đứng ra bảo vệ và bào chữa họ có cả bạc tỷ bạc tỷ bạc tỷ để mà đưa ra để mà đút lót để mua mua chuột cho họ nhưng mà đụng cái thằng nào thằng nấy đái trong quần đứng khóc ròng rã xin qua tòa cho tôi được về bảo vệ bên cạnh vợ con của tôi. Thấy Trịnh Xuân Thanh không? Thấy những cán bộ khác không? Có thấy nhục không? Bao nhiêu người khuyết tật ở bên Việt Nam, cộng sản không giúp gì đâu. Ờ à, đúng rồi, người bình thường mạnh khỏe nó cũng không giúp luôn, đừng nói người khuyết tật coi như họ coi họ coi những người khuyết tật họ coi những người bình thường không làm ra công ăn việc làm không đóng thuế giống như là những người mà mình nói ăn bám xã hội vậy đó nó khốn nạn là cái chỗ đó mà nó không bao giờ nghĩ rằng tại sao những người đó bị tàn tật tất cả nha một phần là do này tai nạn xe cộ do uh, những chất độc hại ăn uống sanh ra bên việt nam của mình mỗi tuần như vậy mỗi tuần như vậy là cái gì có tới 600 thai nhi phải bị um, kêu là bị giết bị 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 take it out thai nhi bị gì đó bị phá thôi à mắc cười lắm hôm qua em kia vừa có, có một cái video cũng rất là thật nữa có một cái ông chú đó, ông tên gì mà quên rồi ông là cán bộ hồi xưa ổng đi ở bên uh, đi đánh giặc một cái câu chuyện rất là đau lòng thương tâm mà rất thật luôn nè mà mã thấy trời đó coi tụi nó không cái đảng cộng sản này không hiểu làm gì luôn cho nên mấy người á hãy um, nghe cái câu chuyện này nhất là những người mà đi theo đảng những người đảng viên đi theo đảng cộng sản việt nam hoặc là bộ đội hay là con cháu cụ hồ nghe cái câu chuyện này để mà tỉnh hồn ra có một cái ông đó bốn mươi mấy năm trước ông ở trong ổng là một người cán bộ của bên việt cộng sau khi ông đi đánh giặc ông đi một cái trận đánh gì đó phải cứu người gì đó bên campuchia uh, gần campuchia đó thì ông bị bom đạn nổ cho nên ông bị thương ông bị thương ông bị thương vào trong đầu và bị thương nơi tay cho nên người campuchia ông mới lội lết sau đó không biết ra tới ngoài ruộng nằm lần cuối cùng ông ổng <laughs> tỉnh dậy thì ông thấy người campuchia cứu đó thì ông nói là ông nói là nghe nói rằng là ô có người một người bộ đội một người bộ đội của việt nam bị thương thì ông nghe như vậy rồi người ta mới kéo đem ông về người ta cứu thì từ đó ông mất liên lạc với quân với đội của ông và ông mất liên lạc với gia đình gia đình tưởng đòi rằng là ông đã chết người ta lập bàn thờ là liệt sĩ ông được lập bàn thờ là liệt sĩ 40 năm hơn như vậy gia đình nghĩ rằng ông chết rồi thì cũng nhờ qua Facebook đó hả các anh chị em nên nhớ nha cũng nhờ cái Facebook mà gia đình kết nối lại được với ông thấy một người bạn ở campuchia đăng tin cho ông để mà tìm gia đình của ông tại vì nghĩ rằng hy vọng một ngày nào đó gia đình của ông sẽ thấy hình của ông thì đứa cháu của ông mới nhìn thấy cái hình của ông trên facebook mới liên lạc với cái facebook mà đăng bài đó nói rằng là có phải cậu của tôi thật sự còn sống hay không thì ông này nói rằng cậu của cô còn sống thật hiện tại bây giờ ông đang sống ở campuchia người cháu vẫn không biết là như thế nào người cháu vẫn suy nghĩ mãi cuối cùng gia đình làm giấy tờ để qua tới campuchia để rước ông về đem được ông về cả gia đình vui mừng tay bắt mặt mừng mừng người người cháu phải đi làm giấy tờ lại cho ông mới dẹp bỏ cái bàn thờ liệt sĩ đi và ông ngồi ông nói ông ngồi ông nói lý do tại sao mà 40 năm hơn rồi ông không quay về lại Việt Nam để tìm gia đình khi ông biết rằng gia đình của ông còn sống ông nghẹn ngào ông không nói được ông chỉ đau lòng quá cuối cùng ông phải bực miệng lại mà ông phải nói ông nói hết cái suy nghĩ của ông nói tôi cũng muốn về lắm nhưng mà tại vì tôi không có tiền ông nói mà ông khóc nức nở mà các chị em hiểu không mình coi thôi mình mình không phải là cháu mình không phải là con mà mình không hiểu rằng nếu như mình là có người thân của mình như vậy mà khi mình biết người thân của mình lạc lòi ở ngoài đó cuối cùng phát ngôn lên một câu là tôi muốn tìm lại gia đình mà vì tôi không có tiền nó đau lòng như thế nào mã chờ nhớ nguyên cuối cùng ông được về lại với gia đình nhà công quyền việt nam đã làm gì cho ông một người lính, một người bộ đội 40 năm mất tích đã từng là liệt sĩ anh hùng. Bây giờ tìm lại được người thân về với gia đình, không hề cho một đồng một cắt nào hết, tất cả giao hết cho gia đình hết. Chuyện 40 năm trước anh làm liệt sĩ hả? Anh là cán bộ của 40 năm trước, anh đi về anh tìm cái cái quân đội của anh đi. Còn bây giờ nhà cầm quyền Việt Nam không có quan tâm tới, các anh chị em có thể tưởng tượng được nổi không? Cho nên á, mấy bác cán bộ mang anh bộ đội ngày hôm nay nên nhớ nha. Cộng sản là cái thứ mà ăn cháo đá bát vắt chanh bỏ vỏ, cứ ở đó mà phục vụ cho nó đi tới một ngày nào đó mình bị sức khỏe mẻ chán mình bị thương vì cái gì về đất nước về tổ quốc hả nó không có thèm quan tâm đâu nó cho các anh chị em nằm đó đói bao nhiêu bà mẹ việt việt nam anh hùng phải ngủ ngoài bụi phải nằm ở dưới chân cầu ha chỉ có mấy thằng hiện tại bây giờ mới nó ăn được nó rút tiền được thì nó rút thôi còn nó nó quan tâm tới người dân nó quan tâm bộ đội cù hồ hả? còn khuya đừng có ngồi đó mà mơ mộng cho nên mã nói cho các anh chị em biết đừng có bao giờ mà thí thân bảo vệ phục vụ cái đất nước này mà khi các anh chị em thật sự không có được cái cái sự quan tâm và đền bù xứng đáng nó khác hẳn với những người lính ở bên này. Nữa trở lại một cái câu chuyện nữa mã muốn kể cho anh chị em nghe có bộ hổ mã có viết bài nhưng mà viết mà mà kể chưa có rõ chưa có thiếu còn thiếu rất là nhiều đó là mình nói về cái chuyện ở bên Việt Nam hiện tại bây giờ đang thành lập ra một cái hội cái uh, là hội uh, liên hiệp nhà vệ sinh. <laughs> liên hiệp nhà vệ sinh là cái gì cái nhà vệ sinh mà cần phải có hội liên hiệp à mà không có nhà vệ sinh mà không có hội liên hiệp á thì cuối cùng thì sao à, để cho người dân cứ dạch chim ra được đứng đái à mà nó xin lỗi nha nhiều khi mình thấy nó dung tục cực kỳ luôn đang đi ngoài đường ngoài xá tự nhiên thấy mấy ông cứ tóc vô bờ lề xong rồi đứng là xoay mặt vô tường ai mà còn có cái tật đó là ơn bỏ giùm cho mã nha nhiều khi mình đang đi trên xe có lần mình đi về việt nam đang đi ngon lành trên xe của mình cứ tới chỗ đó cái trạm ngưng và ăn cơm có thằng nhỏ kia chạy xuống leo xuống leo xuống chiếc xe một cái là đứng là chĩa chim vào trong cái tiệm ăn mà mình thấy nhỏ đứng bắt đầu mình ngồi mình nhìn mới ủa người ta đang ngồi ở trong đó ăn đang nhìn ra mà thằng nhỏ xoay mặt vào thì nó làm cái gì nhỉ cái mình suy nghĩ mãi cái hồi mình thấy nước chảy ra ngoài đó ủa không lẽ thằng nhỏ này nó đứng đái thì thì cuối cùng nó đứng nó đái mà nó ủa tại sao người ở trong tiệm đang nhìn ra mà nó đứng nó đái tỉnh bơ là tại vì nó sợ nó quay ngược lại đây thì người ở trên xe sẽ nhìn thấy nó mà người trên xe thì đông hơn là người trong tiệm ngồi nhìn ra có nghĩa là nó không cần biết ở trong xe bao nhiêu người ở trong quán ăn bao nhiêu người và chỗ đó là cái property là cái 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 địa phương là nhà của ai cứ mắc tiểu là cứ giặt chim đứng tè tại vì sao nó không có những cái nhà vệ sinh công cộng giống như ở hải ngoại ở bên Mỹ này mã nói bữa hôm mã đăng một cái hình mã kể cho tụi bên Việt Nam ngu nghe nha chứ còn các anh em bên Mỹ thì biết cái chuyện này thường lắm cái nhà vệ sinh ở bên Mỹ này tao nói nó cực kỳ to nó không phải chỉ để cho một người đi đâu mà nó để cho mấy chục người đi một lần cái nhà vệ sinh nó chia ra nhà vệ sinh nữ nha rồi nhà vệ sinh nam nha rồi trong nữ còn có nhà vệ sinh của gia đình nha tại vì gia đình đôi khi là mẹ có con nhỏ con nhỏ thì phải cần thay tả thì phải có chỗ để cho em nằm cho nên nó có cái family là nhiều hoặc là mẹ đi một mình dẫn hai ba đứa con nhỏ thì không thể nào một đứa này đi vô hay là mẹ đi vô hai đứa con nhỏ đứng ở ngoài mất làm sao cho nên nó có cái family restroom để cho người mẹ dẫn con vào trong đó rồi xong nữa nó còn có cái chỗ để cho những người handicap tại những người handicap cũng phải đi nhà vệ sinh vậy nhưng mà những người handicap họ đi thì bằng những cái chiếc xe lăn thành ra phải có cái chỗ nhà vệ sinh có cái xe lăn để cho người ta đủ khả năng người ta đẩy xe vào trong đó cái nhà vệ sinh ở bên này nó to trà bá luôn nó có luôn cả ghế salon để ngồi chờ ờ mày mới là ngu á so sánh việt nam với mỹ so sánh việt nam với mỹ để mới thấy là việt nam á nằm ở dưới đáy quần của mỹ á mày hiểu không mày ngu lắm nha minh trị minh trịnh nha mày ngu lắm luôn rồi đó cho mày vô nằm vô ông hồi già ngu của mày luôn nha tiễn biệt nha không có so sánh Việt Nam với Mỹ mà lại so sánh Việt Nam với Việt Nam thì có cút chó gì để mà so sánh chọc nổi điên lên không mà mày ngu quá đi nói đi cho mày thấy thấy những cái nơi người ta văn minh người ta có những cái gì mà mình bắt chước mình học hỏi đi cái nhà tắm ở bên Mỹ nó là như vậy đó mà đâu có cần ai phải mở hội liên hiệp vệ sinh làm cái gì mỗi lần mở hội liên hiệp như vậy là mỗi lần tốn tiền dân cho nên được cái gì đâu muốn xây nhà công cộng thì cứ đi xây nhà tắm công cộng tại sao phải mở hội liên hiệp <laughs> cái nhà vệ sinh của người ta có ghế salon lỏng trong đó có cả free wifi luôn chưa nói bước vô một cái cổng là một cái chỗ sang trang to lớn trong đó hả giấy ướt có giấy khô có giấy lót để mà ngồi lên cái toilet cũng có có chỗ còn có bấm nút bấm máy để mà rửa xà phòng tay cũng có giấy chùi tay ướt cũng có mà máy sấy tay khô cũng có không có thiếu một cái gì hết trơn á mà trời lạnh á thì trong đó có máy nóng mà trời nóng thì trong đó có máy lạnh lúc nào cũng sạch sẽ có chỗ bán cả đồ ăn đồ snack có những cái kệ ở ngoài để cho người ta đi lạc đường người ta tìm bản đồ người ta tìm đường người ta đi có những cái văn lam thắng cảnh để mà giới thiệu những cái nơi lân cận để cho người ta tới người ta tìm chỗ người ta đi có những nơi mà để vào cắm để sạc pin điện thoại có những cái chỗ mà người ta mệt người ta vào người ta lát lưng người ta ngủ để mà người ta lái xe được an toàn chỗ mà xe xuất chở hàng đi vào một chỗ chỗ mà xe nhỏ gia đình đi vào một chỗ chỗ nào cũng có xe cảnh sát chạy tới chạy lui để mà bảo vệ mình ý nói ở đây muốn là gì khoe cái nhà tắm ở bên mỹ à nó thường quá mà nhưng mà nó thường cái mà thiên đàng là không có cái dạy chết nó có những cái rất là tầm thường mà thiên đàng xã nghĩa của các bạn không có cho nên mà tôi lên kể để làm gì để khoe à không ai đem cái toilet không đem đe, không ai đem cái bàn cầu đi khoe á nhưng mà để nói cho tụi bay biết cái xứ dạy chết nó có những cái vậy nè cái tầm thường mà người thiên đàng của tụi bay ngày đêm mơ mộng mà không có được đau lòng không thiên đàng mà đái ngoài đường thiên đàng mà đứng xếp hàng đái một bảy ngoài đường hết trơn á từ lớn cho tới nhỏ từ già cho tới bé từ trẻ cho tới già từ nam cho qua nữ chỗ nào cũng dạch chim đi được hết trơn á <laughs> có thấy nhục không còn ngồi đó mà nói cho rằng là đem mỹ ra so sánh để việt nam so sánh có nghĩa là sao việt nam sẽ không bao giờ có cửa so sánh với mỹ tự nhận thức được điều đó luôn rồi đúng không cảm thấy rằng tới cái nhà cầu mà cũng không thể nào so sánh được Tại vì Việt Nam làm gì có nhà cầu công cộng để mà so sánh đúng không? Cảm thấy đất nước mình thua thiệt bại quá rồi đúng không? Ngu mà cứ tỏ ra là nguy hiểm không à Đúng rồi đó Có người ngồi luôn ngoài đường để mà ị đó Đang đi trên đường đó việt nam của mình đó cái bà trung quốc kìa kìa đang dẫn cháu đi đang đang dẫn con đi ngoài đường á xong rồi dạch kim ngồi tè luôn ngoài trên vỉa hè đó bây giờ mình trách bả đúng rồi mình trách bả là có nhưng mà nhà công quyền việt nam không có phục vụ đầy đủ những cái chi tiết những cái yêu cầu cần thiết nhất của người dân buộc họ hết bí đường của họ phải làm như vậy thôi tại sao trước 75 có cầu tiêu công cộng mà bây giờ sau 75 không còn nữa mà ở nhà Việt Nam ở có một cái nhà công cộng nhà nhà cầu công cộng đó là ở cái lăng ba đình mà có có một cái lăng ba đình thôi mà dân thì ở khắp nơi người ta sống lẽ giờ mất muốn mất mất muốn mất tè quá phải chạy về lăng ba đình để mà tè <laughs> anh Jimmy cũng hơi khó đó đó cho nên mà nói để cho biết đó không phải là một cái đâu mà trên một cái con đường đi như vậy nó rất là nhiều mà không những vậy ở bên Mỹ này bất cứ cái chỗ nào các bạn đi ra mà 50 phút mà có chỗ để trạm đổ xăng ha hoặc là có bất cứ cái cái gì mà cần là cũng chạy vô đi đi restroom có McDonald ha có Burger King những cái chỗ đó đều cho người ta đều cho người ta sử dụng nhà vệ sinh chứ không có giống như là bên Việt Nam của mình mà muốn đi vào sử dụng nhà vệ sinh của những nơi đó thì phải vào mua đồ ăn có một lần mà xin lỗi đi Việt Nam mà, mà muốn đi vệ sinh quá muốn đi tiểu quá mà không có chỗ nào đi được hết trơn cuối cùng đầy bụng rồi nguyên một ngày đi mất tiểu quá rồi mà không biết làm sao cuối cùng phải chạy tìm được cái tiệm này mừng quá chạy vô cái tiệm đó cái tiệm bán trà chị so sánh không có khập khiển ở đây không hề so sánh ở đây kể là những cái số tiền mà người dân đóng thuế được thì chính phủ đã làm được những cái gì đã phục vụ được cái gì cần thiết nhu cầu cho người dân còn mà nói chuyện so sánh việt nam sẽ không bao giờ so sánh và không bao giờ chạy theo được mỹ mình chỉ học những cái hay cái tốt ở đất nước người ta có những cái nhu cầu cần thiết của người việt của mình ở trong nước cần để rồi cho người việt ở trong nước cho nhà cầm quyền việt nam nó sáng mắt ra mà nó làm được cho người cho người việt của mình mà nói để mong rằng một ngày nào đó người việt trong đất nước của mình cũng có được cái cầu tiêu để mà đi chứ mà so sánh gì bên mỹ bên mỹ chỗ nào cũng có cầu vệ sinh công cộng mà rất là đẹp việt nam mình không có lấy đâu so sánh nói là giữa đẹp và giữa xấu cái đây mình muốn nói là cái có và cái không có mà cả hai cái đều cần đất nước nào chỗ nào cũng cần nhà vệ sinh công cộng đừng có nói gì một mình mỹ có nhà vệ sinh công cộng thái lan cũng cần nhà vệ sinh công cộng hà hàn quốc cũng cần nhật cũng cần ý cũng cần đất nước nào cũng cần nhà vệ sinh công cộng tại đó là cái nhu cầu cần thiết của con người tại sao việt nam mình không có mà việt nam mình lại có cái gì có cái không cần đó là gì cái hội liên hiệp phụ nữ hội liên hiệp nhà vệ sinh tại sao phải cần hội liên hiệp nhà vệ sinh tại sao phải cần hội liên hiệp mà họ không cần làm ra cái cái cầu cho người ta đi còn cái nhu cầu cần thiết người nào đã là người là phải ăn phải ị rõ ràng là như vậy thôi tiền người dân đóng thuế tụi bay làm cái gì mua cái gì xây đường à đường thì bể xây cầu cho người dân đi à các em vẫn còn đu dây tượng đài có cần không tại sao lại xây tượng đài tại sao lại xây tượng đài tại sao lại xây những vòng hoa những cái cổng chào mừng bước vào cái khung cảnh này chào mừng cái chỗ này Mình không có đòi hỏi Việt Nam phải tiến nhanh bằng Mỹ Tại vì sẽ không bao giờ có được cái chuyện đó Nhưng mà mình chỉ yêu cầu Việt Nam phục vụ cho người dân cái gì Mà nó cần thiết nhất Bây giờ người dân cần gì Người dân ăn rồi người dân cần gì Cần đi đúng không Thì xây chỗ cho người dân đi thôi Thì dân khỏi đi ra ngoài đường Đó là những cái nhu cầu căn bản mà Tư Linh nói Chứ còn mà nói so sánh hồi nãy giờ giải thích hoài không hiểu Hay là cố tình không hiểu Hay là giả bộ không hiểu Nội cái nhà cầu thôi mà không hiểu thì nói tới chuyện gì khác làm sao hiểu Phi ơi tắt alarm đi con Ok mà sẽ không có đọc những cái bình luận vô duyên đó nữa mà hứa mà chị giải thích về cho những người nào mà còn chưa hiểu mà kiên nhẫn mà trả lời mà giải, giải thích cho các anh em hiểu thôi học sinh tiểu học người nước ngoài ha ok mà nói về học sinh tiểu học ở bên này học sinh tiểu học ở bên này từ khi mà em bé được 4 tuổi gọi là preschool preschool là đi học rồi có xe bus tới tận nhà đón em dĩ nhiên là miễn phí học sinh bên này học từ lúc 4 tuổi cho lúc tới 18 tuổi có nghĩa là preschool là mẫu giáo nhỏ rồi lên mẫu giáo nhỏ rồi mẫu giáo lớn tới kindergarten là 6 tuổi 6 tuổi là vào lớp 1 bắt đầu vào lớp 1 rồi lên lớp 2, lớp 3 cho tới lớp 12 là khi mà ra trường lớp 12 sẽ là 18 tuổi. Thì 18 tuổi như vậy trong có trong cái 14 năm đó học sinh bên Mỹ học sẽ không bao giờ đóng tiền. Từ không đóng tiền học, không đóng tiền sách vở, rất là nhiều học sinh không cần trả tiền ăn những cái gia đình nào mà tiền mà người ta theo cái income mà người ta cảm thấy rằng gia đình này không đủ tiền để mà nuôi con á thì chính phủ sẽ cho tiền ăn các em ăn ăn sáng và ăn trưa chỉ có chiều tối mới về ăn cơm với gia đình mà thôi chưa nói tới những phụ huynh mang bầu nha các phụ huynh mang bầu khi mà mình đi vào cái phòng xanh á thì y tá bác sĩ sẽ tới hỏi là bạn có tôn giáo gì hay không nếu như bạn tin về tôn giáo công giáo thì nhớ bạn sinh vào cuối tuần vào ngày chủ nhật thì có cha tới đọc kinh hoặc cha tới phát bánh thánh. Còn nếu bạn tin vào Phật giáo thì ở nhà ở ở bệnh viện nó không có thì không sao hết. Nhưng mà những cái họ có cái gì họ sẽ phục vụ mình cái đó. Xong rồi họ hỏi là khi bạn sanh con ra bạn định cho con uống cái gì? Uống sữa mẹ hay là uống sữa bình? Uống sữa mẹ thì tốt, bạn có sữa hay không nhỏ như không đủ sữa sữa mẹ thì có uống sữa bình thì uống sữa bình có đủ tiền mua không lương của bạn có đủ để mà trả tiền mua tả cho con hay không không có hả à? ký đơn vô ký giấy vô người ta gửi sữa tới nhà hoặc là tới một cái chỗ nào đó pick up sữa mỗi tuần có nghĩa là mỗi hai tuần tới đó nhận sữa về cho con bú tại vì họ bảo đảm an toàn em bé sinh ra là phải có sữa phải có tả ở nhất là những cái thời gian đầu đó là cái cơ thể nó cần hấp thụ những cái thức ăn đó không thể thiếu cho trẻ được. Cho tới khi em bé lên 3 tuổi là đi bắt đầu đi 3 tuổi chuẩn bị đi vào preschool. Đi cho tới năm 12 tuổi, cho xin lỗi cho tới 12 lớp 12, hoàn toàn miễn phí không có không có đóng tiền. Chưa nói tới vào cái lớp cao hơn lớp 3, lớp 4 gì đó bắt đầu mỗi đứa đem về một cái iPad hoặc là một cái notebook hoặc là một cái Chromebook. Là như cái máy computer laptop tất cả những bài vở học của các em nhỏ là điều submit qua internet hồi xưa tụi mình học á viết bài viết giấy bây giờ trẻ em nó không có học viết bài viết giấy như vậy nữa mà tất cả bài vở của nó nộp là bằng đánh máy trên computer và gửi qua trong mạng qua qua bên internet cho nên trẻ em đi học bên này không đóng tiền cho nên tuổi trẻ bên này á, ngoài nó đã không đi học nó đã không có đóng tiền rồi trong cái thức ăn mỗi ngày của nó nó không phân biệt là thằng nào giàu thằng nào nghèo tại đi học trường công cộng đứa nào cũng giống nhau mỗi cái phần ăn như vậy nó giống nhau <laughs> nó có cái line nha xin lỗi excuse me nó có cái line bữa trưa cái phòng ăn các em vào đó buổi sáng đi vào lấy sữa lấy trái cây lấy siro gì đó ăn không biết buổi trưa lại đi vào ăn cơm đứa thì ăn gà đứa ăn sandwich đứa ăn pizza nó ăn có đồ ăn của nó đó là cái món ăn chính ngày hôm nay nó cho ăn gà thì nguyên bài ăn gà hoặc là hai món khác nhau gà với là pizza hoặc là ngày hôm sau nữa thì sẽ ăn những cái món khác đổi qua là ăn bò ăn khoai tây ăn french fry ăn cái gì đó mà nó phải bảo đảm đủ chất lượng cho em trong một ngày học đó ngoài cái giờ ăn uống tôi sợ mập ra nó có cái giờ pe bắt tụi nhỏ phải ca hát nhảy nhót ngoài cái giờ học nhảy nhót uh, tập thể dục ra nó còn thêm một cái lớp kia là lớp music là lớp âm nhạc tài trẻ lớn lên nó phải phát triển về cái trí tuệ tất tuổi trọi tuổi nhỏ mà nó giỏi hay không nó 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 phải học quá thì nó phải có giờ thư giãn hai cái môn chính ở trong cái trường học ở bên này các anh chị em không thể tưởng tượng đâu một là môn âm nhạc tại vì âm nhạc nó exercise nó làm cho cái đầu của tuổi trẻ nó phải hoạt động chứ ngồi cái chữ nghĩa chữ nghĩa chữ nghĩa và nhất định sẽ không có chữ nghĩa của mát lenin trong này mà cũng không có học về cái government học về chính trị bất cứ một cái gì hết nó chỉ dạy đơn giản trước ngày vào đi học thì phải học phải hát cái bài quốc kỳ để mà chào cờ đã xếp gần như là chỉ có nhiêu đó thôi phải biết đọc cái cái câu mà tuyên thệ I uh, pledge the legion của cái cái bài tuyên thệ của chiếc lá cờ của chiếc cái cờ để cho người ta đọc cờ đó thôi để người ta chào cờ thôi sau cái giờ học đó rồi đó cho nên là nó nó bắt tụi nhỏ phải tập thể dục tụi nhỏ phải mạnh khỏe thằng nào về một cái là đổ mồ hôi là về nhà là đói đói là ăn ăn quá trời luôn rồi xong rồi phải tập nhạc tại vì sao ngồi học hoài người ta phải học nhạc để cho âm nhạc cái đầu óc từ nhỏ nó phát triển cho nên một đứa trẻ bên mỹ này khi nó học từ lớp 1 cho tới lớp 12 ra khỏi trường thì ít nhất thể lực phải tốt âm nhạc phải biết không chơi đàn thì cũng phải thổi kèn không thổi kèn french horn thì phải thổi thổi kèn clarinet phải thổi kèn flute một trong những cái âm nhạc hoặc kéo violin hoặc là chơi piano bất cứ một cái âm nhạc gì đó nó phải chơi và trong cái khi mà nó quyết định nó chơi trong cái lớp band đó, chơi trong cái đoàn âm nhạc của nó đó nó phải chơi một cái nó phải biểu diễn một vài cái cái show một vài cái chương trình âm nhạc của nó năm bảy chục đứa với nhau nó có thụ nó có thổi hay nó có thổi dở nó cũng phải ít nhất phải học được cái cách là hòa đồng chung hòa đồng chung vào trong cái nhóm của mình chứ không phải là là mình không biết thổi rồi là mình phá hoại cái cái nhóm của bạn cho nên nó phải biết đọc nhạc Tụi nhỏ bên này một đứa tại sao bên Mỹ nó quan tâm một đứa trẻ khi nó tới 13 tuổi, 18 tuổi Nó trở thành một người lớn công dân thật thụ Tại vì nó biết được tất cả mọi thứ Từ lớp 1 cho tới lớp 12 ở Mỹ Nó dạy và nó giáo dục Nó dạy và nó giáo dục cho con em của chúng ta trở thành một người lớn thật thụ Khi ra 18 tuổi là mình phải chịu trách nhiệm tất cả những quyết định đúng sai của mình Chứ không có thể thuộc vào cha mẹ nữa cho nên là nó phải biết ít nhiều gì nó phải biết mọi thứ này nó đi học nó không có tốn tiền và khi đi học không có tốn tiền thì cha nó không thể nào mà nói rằng là con học điểm yếu là vì là con phải lo đi làm buổi tối về con phải đi bán vé số buổi trưa về con phải đi bán kẹo kéo sáng hôm sau con phải đi bán bánh mì sáng hôm sau nữa con phải đi lượm rác nó không có những cái trường hợp trẻ em như vậy đó là kia là gì lợi dụng sức lao động của trẻ em là phải cha mẹ nào mà để con em dưới 18 tuổi đi làm những cái chuyện đó để mà tự nuôi bản thân hoặc là phục vụ gia đình hả ngồi tù cả bầy luôn Trẻ em bên này mà đi học từ lớp 1 cho tới lớp 18 cho tới 16 tuổi là có thể là bắt đầu đi làm part time mà ít giờ cho vui, cho kiếm thêm chuyện, thêm tiền để mà làm, bỏ tiền túi riêng cho mình. Chứ không bao giờ mà phải có giấy ký của cha mẹ mới được đi làm như vậy. Người ta cũng phải phỏng vấn, chứ không có 16 tuổi mới ra khuôn vác cái nãy kia đâu. Không bao giờ mà tìm ra được một trẻ em nào đang học lớp 5 mà đi bán vé số hết trơn á, chuyện đó sẽ không bao giờ có. Cho nên kiến thức của một trẻ em học lớp 5, lớp 6 ở bên Mỹ này đó Đôi khi nó nhiều bằng lớp 9, lớp 10 ở bên Việt Nam Nhưng mà tới 18 tuổi là nó tự lực cánh sinh là đúng Nó quyết định tương lai của nó Trong cuộc đời của nó đi học Đã kêu con tới trường con đi học Thì chỉ để cho con tập trung con học thôi Chứ còn con phải đi làm về phụ gia đình nữa Thì làm sao con tập trung con học tối về Mà con phải đi làm Thì giờ đâu con làm homework Con không có giờ làm homework Thì rồi tối về con mệt con ngủ lăn lóc rồi con không có nộp bài xong sao, sao con bị điểm yếu những đứa mà nộp điểm yếu là do, do, sao chơi game nè ham chơi nè tụ tập bạn bè nè lứa tuổi nào cũng có những đứa hư hỏng cái đó một phần là do cha mẹ đi làm nhiều quá không có về nhà không có kiểm soát bài vở của con cho nên con nó hư con muốn nộp bài đó là do nó không nộp bài nó ham chơi chứ không phải là do nó phải đi làm kiếm tiền để mà nuôi gia đình nó không bao giờ có những cái chuyện mà trẻ em phải bỏ học dở nửa chừng là vì môi trường dở con phải đi qua một đất nước khác sống để mà tìm kiếm tìm, tìm cách mà cứu cứu mang gia đình này nên con phải đi làm không phải như các trẻ em nhỏ ở ngoài nghệ an mà phải bỏ phải bỏ học để mà đi qua bên thái lan hoặc campuchia để mà phụ mẹ đi ở để mà đem tiền về nuôi gia đình khi mà biển ở ngoài nghệ an bị độc trẻ em có chín 10 tuổi thôi phải bỏ đất nước để mà ra đi đi kiếm việc làm nó khác hẳn như vậy chưa nói tới các trẻ em đó Xe sẽ, sẽ tới tận nhà đón Sẽ trả em về tới tận nhà Và không có cái chuyện mà học bù học thêm Học bù có Là tại vì ví dụ như ở vùng của mình đây Đôi khi tuyết nhiều quá Tuyết một tuần các em nghỉ ở nhà chơi Thì các em có học bù để bù lại những cái giờ các em miss Chứ không phải là học bù là vì các em học dở nên phải học bù Và không có cái chuyện học thêm có nghĩa là sau cái giờ học Trừ khi những đứa mà nó yếu mà yếu quá yếu nó yếu mà nó quá yếu luôn thì nó cần hỗ trợ thêm về nhà không có cha mẹ, không có đủ anh ngữ giống như những em nhỏ mà uh, Việt Nam của mình cũng có một số hoặc là người uh, Spanish nó không có rành tiếng Anh nó mới qua cha mẹ nó mới qua cho nên không có biết tiếng Anh nhiều để để giáo dục và giúp thêm các em học mà làm homework thì bắt buộc các em phải học thêm ở nhà mà cô giáo tại trường để mà dạy cho các em luôn cũng không có đóng tiền gì hết là là tutoring cái những người tutoring nó giúp cho các em tutor là giúp cho các em làm bài hoặc nộp bài mà đừng có nói gì xin lỗi không có cần phải nói gì tới là lớp 1 cho tới lớp 12 đâu ngay cả khi mà chúng ta đi đại học rồi chúng ta đóng tiền trường chúng ta đi đại học mà hoặc là khi ra trường nha giống như bé phụng của nhà mình đây sang năm là bé phụng đi đại học mà bé phụng được nominate này là được chọn trong một trong bốn uh, học sinh gì đó mà được nhận cái tiền kia là tiền học bổng của nhà trường 15.000 đô để em đi học bổng là những đứa mà nó học giỏi đó nó có thể nộp đơn để mà nó xin tiền học bổng nhà trường hoặc là những cái nơi nhận trường của nó sẽ cung cấp tiền học bổng tại vì họ sẵn sàng họ đào tạo bỏ tiền vào họ đào tạo họ bỏ tiền vào cho một đứa trẻ mà họ nghĩ rằng là nó có khả năng nó có tương lai sau này là họ sẽ đầu tư vào những đứa trẻ đó cho nên nhiều khi nó học giỏi nó ra trường nó không nó không cần đi nó không cần đi học để mà trả tiền học đâu mà nó vẫn học được cũng có những cái trường giống như ở bên trên Man là phía trên New York của mình một chút xíu hoặc là một cái University gì đó mà của bên trường lính á ở gần Pennsylvania hai cái trường đó là học sinh đi học ở đó đại học tới đó học là miễn phí luôn có nghĩa là các em ở những cái bang khác các em muốn chọn muốn đi học full time ở đại học có thể tới cái thành phố Man để mà học đại học ở đó miễn phí lý do tại sao tại sao nó trả như vậy là tại vì dân cư ở đó rất là ít cho nên nó muốn kêu gọi mọi người khác cùng kéo nhau về đó ở cho nên nó cho người ta là không cần không cần đóng tiền trường mà về đó học